bà con cô bác gần xa đến kênh YouTube của Tùng. Hôm nay Tùng đến đây là phường Lan Tròn, huyện Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây Tùng cưa cây dừa. Cây dừa cho chú nha. Cây dừa này thì tầm khoảng đến từ 12 đến 13 mét quý vị. Chú cưa do cái đường, cái lối đi hàng xóm nó đi quay lại đó. Và cho nên chú sợ dừa khô với những trái mà chuột ăn đó khi rơi xuống đó và chúng va chạm người khác ha. Từ chỗ đó chú thấy mắt an toàn quá, do đó chú mới cưa bỏ nó đi ha. Nhưng mà trong khi mình cưa đó, mình cưa bỏ xuống từ dưới đất lên khoảng 3 mét ha, để cho chú làm một công việc căng cái sào để phơi đồ như vậy. Cái dừa này có cúc trên hơi nhỏ cái gì. Cái dừa này già dữ quý vị. Thường dừa già là quý vị thấy là nó móc trắng chân nha. Rồi Tùng mời quý vị bà con gần xa theo dõi tiếp theo coi Tùng xử lý cái dừa này như thế nào nha. Cái dừa trên nó nhỏ quá vậy. Oh.
chú ra chú dịch dây một con đấy chú. Nè chú gạch chay lại lại hướng đó giùm con nha. Không tới, không tới, không tới. Không tới chú. Đây nè chú. Chú nghịch cái đầu này nè. Chú tháo dây ra hết được, không được sao? Chú căng thẳng dây con lên. Chú cúp nó quá vậy. Ngang đây được chưa? Rồi xong quý vị ơi. Xong rồi đó. Cái vừa mình mới vừa cưa rồi quý vị. Cưa bỏ. Chú còn trừ lại cái khoảng 3 mét mấy này để căng cái dây để làm xào áo quý vị. Cây này nãy mình không cưa được nguyên cây lớn là do vòng vòng xung quanh của chú là có cây trồng quý vị. Đó. Quý vị nhìn thấy ha. Có cây trồng nè. Rồi bên cạnh đó là có cái nhà. Đây là nhà tắm ha. Đây lắp đặt thiết bị điện trời này. Đây có đường dây điện này chú gì đó thấy không? Đường dây điện của chú bên sông chiều qua đó cho nên cây không có hạ được lớn nha. Vòng xung quanh đây là cây trồng không có gì. Ở trên cái dừa mình không có hạ được nguyên cây ha. Từ chỗ đó mình phải làm phần nhỏ xuống.
Thì cái vừa này mình làm gồ hoàn thành an toàn quý vị. Video Tùng đến đây xin tạm dừng. Quý vị bà con gần xa xem kênh YouTube của Tùng á, thấy thương anh em làm nghề nhớ ủng hộ bằng cách đăng ký rồi sau đó bấm nút chuông. Thì Tùng chân thành cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa là Tùng xin chào và hẹn gặp lại video sau.